Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, trong cái đề toán thứ nhất á, thầy đã ra rồi, không? Và thầy đã hướng dẫn để cho các em rồi có cái đề tham khảo để chúng ta có được kết quả trong kỳ thi học kỳ 1 này là cao nhất, được chưa nào? Thì bây giờ thầy cũng sẽ quay cho các em toàn bộ cái đề này để chúng ta có thể tự làm, xem thử nếu những cái bài này mà các em tự làm mà đúng được hết á, thì cái phần kiến thức cơ bản và gọi là nâng cao hơn một xíu là rất ok rồi. Còn nếu mà em cảm thấy mà cái đề này mà em không làm được á thì em phải xem lại các em nhé. Ok, đây cái bài số 1 em thấy nè. Nhớ môn toán thì lúc nào cũng làm trong vòng 90 phút, nên các em phải đọc kỹ đề, nhớ bỏ ra khoảng từ 3 đến 5 phút đọc thật kỹ đề. Câu nào dễ thì làm trước, câu khó thì làm sau, được chưa? Chứ đừng lao đầu vào thể hiện mình là ta đây học sinh giỏi các kiểu là điểu, làm cái câu thiệt là khó. Câu thường là câu cuối cùng là câu rất khó em, câu chiếm một điểm là câu khó. Các em hiểu nào, trong của đề thi bất kỳ nó luôn luôn có một cái câu rất khó để dành cho học sinh khá, tại là học sinh giỏi và học sinh xuất sắc nha. Đó, cái đề này có 6 câu em nha. Cái thang điểm thì đã có sẵn rồi đó. Đây là cái góc em, cái góc đó. Khi in máy nó bị lỗi nha. Góc nghĩa là ở đây là góc A4 nó bằng 42 độ này. Các em hiểu không? 4 vị trí này. Cái tí thầy nói ở đây là A này. Thầy đánh này 2 này. Ở đây là 1 3 4 này nha. B tương tự chỗ này là B nhé. 1 2 3 4 do trong quá trình in nó bị lệch một xíu, các em thông cảm nha. Ở đây là A này, cho báo nó sao A, ngay ở đây cắt mấy điểm nào chỗ đây, ở đây bỏ này. Được chưa? Để bỏ chỗ này đi. Ok. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn đầu câu đầu tiên cho các em, câu số 1 nha. Và các em lưu ý rằng là trong một cái đề toán á, thì luôn luôn có câu dễ cũng có câu khó. Dễ đối với người này nhưng lại khó với người kia. Đại khái chúng ta hiểu như vậy. Và chúng ta cũng đừng là bao giờ tự đắc là mình quá giỏi hay như nào đó, mà chúng ta phải khiêm tốn bớt. Em hiểu chưa nào? Trong cuộc sống là như thế. Tay thầy đang bị thương em. Giờ hôm qua thầy làm công trình nhà thầy bị thương. 1,5 điểm nha. Gồm là 3 câu, mỗi câu 0,5 điểm nha. Câu A 5/4 cộng 1/4. Thì câu này là quá cực dễ rồi. Ở đây nó cùng mẫu nên là chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu ha. Chúng ta lấy tử cộng lại. Nếu như mà ở mẫu này mà nó khác nhau á, thì em phải tiến hành quy đồng mẫu số nha. Ở đây ra được 6/4, chúng ta đưa về phân số tối giản thì trở thành là 3/2. Nghĩa là ở đây chúng ta chia 2 và đây chia 2. Ở đây chia 2 và đây chia 2 nha. Hiểu chưa? Câu B. Tính cái giá trị tuyệt đối của âm 2016 với là trên 2017 không? Thì bất kỳ các em nhớ rằng là ở trong chương trình lớp 6 chúng ta được học rồi, chứ không phải lên lớp 7 chúng ta mới được học. Nghĩa là trên chương trình lớp 6 thì bất kỳ giá trị tuyệt đối mà thế vào số âm hay số dương thì đều ra số gì các em? Nhớ là đều ra số dương, nhớ như vậy. Như vậy thì ở đây ra là 2016 chia cho 2017, âm đều ra dương ha. Câu C các em. Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa. Ở đây các em thấy là nhân hai lũy thừa cùng cơ số, em thấy không? Cơ số ở đây đã chính là cơ số 2017 là cơ số giống nhau này. Nhưng mà khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, các em sẽ viết cơ số lại. Và các em lấy hai số mũ cộng lại. Em hiểu không? Như vậy thì kết quả đây là 217 mũ bao nhiêu? 27 cộng 12 thì bằng 30. Mũ 39 ở đây này. Là xong câu thứ nhất, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu số 2 nhé. Ok. Rồi chúng ta đi sang câu số 2 nhé. Câu A, người ta yêu cầu các em là tính giá trị của biểu thức. Ở đây 3/2 nhân 4/9 cộng 3/2 nhân 5/9. Như vậy thì ở đây các em thấy có gì chung này? Có 3/2 chung này. Nên chúng ta sẽ đặt 3/2 ra chung. Bên trong còn lại là 4/9 cộng nhân 5/9. Các em hiểu không? Mà 4/9 cộng với 5/9 á, thì cùng mẫu các em lấy tử 4 cộng 5 là bằng 9, 9 chia 9 thì bằng 1. Nhưng mà nhân ở đây cho 1, nghĩa là cái ngọt này chúng ta tính là bằng 1, nhưng mà kết quả đây là bằng 3/2. Hiểu không? Ta sang câu B em nha.
Tìm ít biết. Ở đây là âm 3 phần 4 từ ít bằng 5 phần 6. Thì ở đây á, em để ý này, thầy nói ở hai trường hợp nha. Nếu ở ít, nghe chỗ đây là dấu cộng là số dương, nghe chỗ đây ít dương, thì chúng ta sẽ chuyển cái số này qua bên đây đổi dấu, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển âm 3 phần 4 qua đây đổi dấu. Tuy nhiên ở trường hợp này ít là âm, nên các em nên chuyển cái âm ít này qua bên đây đổi dấu trước. Các em hiểu không nào? Như vậy âm 3 phần 4 thầy chưa chuyển cái để đó, 5 phần 6 thầy không chuyển để đó. Thầy sẽ chuyển cái âm ít này qua bên đây đổi dấu. Chuyển vế là phải đổi dấu. Ở đây âm thì chuyển qua đây thành dương, nghĩa là cộng ít. Các em hiểu chưa? Sau khi ít nó dương rồi thì các em sẽ chuyển cái 5 phần 6 qua đây đổi dấu. Như vậy hiện tại bây giờ chúng ta đang là đang dương 5 phần 6, nên chúng ta chuyển qua trở thành là âm 5 phần 6. Như vậy chúng ta chuyển là như này, âm 3 phần 4 trừ 5 phần 6 đúng không? Thì bên đây bằng ít. Bây giờ ít thầy viết lại bên đây cho nó dễ nhìn. Ở đây chúng ta sẽ quy đồng. Như vậy mẫu chung ở đây các em thấy nó chính là bao nhiêu? 12. Tại vì 12 chia cho 4 và 12 chia cho 6 là 12 này là số nhỏ nhất. Các em hiểu nào? 12 chia cho 4 thì được 3. Các em lấy âm 3 này bản thân trên tử là kệ nó. 12 chia 4 được 3, nhân ở đây cho 3 là thừa số phụ này. Trừ 5 nhân 12 chia 6 là được 2, nhân ở đây cho 2 thừa số phụ. Ở đây âm 3 nhân 3 là bằng âm 9, 5 nhân 2 là bằng 10. 12 ở đây kết lại bằng âm 19 bằng 10. 12 chúng ta kết luận ở đây vậy x bằng âm 19 phần 12. Ê, em hiểu chưa? Bài số 2 cũng rất dễ, thầy nghĩ như vậy. Thì đang dễ với thầy nhưng không biết có dễ với các em hay không, nên thầy luôn luôn nói các em là dễ đối với người này nhưng lại khó đối với người kia. Hiện tại đang dễ là dễ với thầy thôi, hiểu chưa? Còn nếu các em cũng nói từ dễ là thầy càng mừng, nghĩa là các em đều rất là vững, đúng không? Đây sang câu số 3 nha. Câu số 3 2 điểm rưỡi nha, và nó gồm cả 4 câu ha. Đây cái đề bài này cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận, lưu ý nha, tỷ lệ thuận chứ không phải là tỷ lệ nghịch nha. Khi x bằng 3 thì y bằng 6. Câu A người ta yêu cầu là tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x đó. Thì chúng ta lập luận với thầy luôn, vì x và y câu này rất là dễ, đúng không nào? Là chúng ta phải có câu này các nhé, chúng ta phải ghi vào câu này chứ không là không có câu này là bị trừ điểm đấy. Là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau, nên chúng ta sẽ có công thức là y sẽ bằng là k nhân x. Kem ghim thì là ở đây là thay, ở đây là x bằng 3, ở đây ký hiệu đây là 1 đi, và y bằng 6 và 1 ta được. Được chưa nào? Nhưng mà chỗ nào có y em thế bằng số 6 không? Chỗ nào có x em thế bằng số 3 nào? Như vậy 6 k nhân cho 3 thì từ đây thầy suy ra k này sẽ bằng là 6 chia cho 3 thì sẽ bằng 2. Vậy k hệ số tỷ lệ k em ta là bằng 2. Các em có hiểu chưa nào? Rồi các em đã rõ chưa? Câu B biểu diễn y thiếu x. Câu B ở đây người ta yêu cầu em là biểu diễn y theo x. Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ thế có k rồi chỗ đây bằng 2 này, chúng ta thế vào chỗ đây thì chúng ta được là y sẽ bằng là 2 nhân x. Đó chính là biểu diễn y theo x là như vậy. Như vậy thì chúng ta ghi giùm thầy là thay k bằng 2 vào 1. Vào 1 nghĩa là vào đây. Không, ta được. Như vậy y này sẽ bằng là 2x. 2x nghĩa là 2 nhân x, được chưa? Câu C. Tính giá trị của y khi x bằng âm 15. Tính y bằng bao nhiêu đó khi x bằng âm 15 thì bây giờ chỗ nào có x kem thế vào đây thì y sẽ bằng âm 30 đâu nè. Em ghi lại chỗ đây là khi x bằng 15, âm 15 thì y này sẽ bằng là 2 nhân cho gì các em? 2 nhân cho âm 15 thì sẽ bằng âm 30. Vậy y bằng âm 30 khi x bằng 15. Thầy nói âm 15. Câu D.
Làm cái nhanh quá không em, do nó dễ quá mà. Vĩ đồ thị hàm số y bằng 2x. Thì để vẽ đồ thị hàm số thì ta nói cái đồ thị hàm số có dạng y bằng ax này nó luôn luôn đi qua góc tọa độ. Nghĩa là gặp cái trường hợp này thì em sẽ cho x bằng 0. Nhớ chúng ta như vậy, luôn luôn là như vậy nhé. Và y bằng 0. Như vậy ở đây chính là góc tọa độ 0 0 ta được một điểm này. Và các em cũng luôn luôn cho thầy x bằng 1. Một số bạn comment hỏi thầy ơi, thầy em cho x bằng 2 được hay không? Được. X bằng 3 được hay không? Được. X bằng -1 được không? Không. Được. Nhưng thầy vẫn muốn các em cho thầy x bằng 1 và để chúng ta suy ra y. Như vậy chỗ nào có x chúng ta thế chỗ đây. Như vậy khi x bằng 1 thì y sẽ bằng bằng 2. Như vậy thầy sẽ lấy đây chính là một điểm A có tọa độ là 2 1. Thầy là 1 2. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ha. Rồi ok các em. Đây. Bây giờ thầy sẽ dùng thước, thầy sẽ vẽ cho các em xem nha. Tính ra ba câu đầu này thì chúng ta lấy được điểm chắc quá chắc ha. Thầy chỉ sợ môn hình đối với em thôi, chứ môn đại thì thầy nghĩ em có thể làm được. Đây là trục tung, đây là trục hoành, đây là góc tọa độ O là một điểm này. Chắc chắn đồ thị này sẽ qua điểm O này. Các em hiểu nè. Ở đây 1, ở đây 2, 1 này, 2 này, 3. Tại vì nó dương thì chúng ta sẽ lấy ở góc thứ nhất, gọi là phần tư thứ nhất ha. Đây chúng ta bị bằng nét đứt nha. Ta sẽ canh song song với trục trục hoành này. Chúng ta sẽ nối O với A lại. Thì đây chính là cái đồ thị hàm số y bằng 2x. Đó. Có được chưa? Hiểu không? Đây. Bài số 3 coi lại đề này. Rồi ok. Như vậy thì clip hôm nay chắc tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 và bài số 5, số 6 trên một clip được không? Cảm ơn em đã luôn luôn tin tưởng và theo dõi kênh của thầy. Chúc cho em học tốt và có kỳ thi đạt kết quả cao như mong đợi các em nhé. Ok, nhớ clip quảng cáo ủng hộ thầy nha. Bye bye.